Ngày 30 tháng 10, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và tình trạng này sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 11. Theo truyền thông Trung Quốc, Cơ quan Sinh thái và Môi trường thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, các điều kiện khí tượng bất lợi trên quy mô lớn khiến cho chất lượng không khí ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực lân cận trở nên xấu đi vào ngày 29 tháng 10 các thành phố đã đạt đến mức ô nhiễm vừa phải cấp 4 đến ô nhiễm nặng cấp 5. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 2 tháng 11, quá trình ô nhiễm PM2.5 ở mức độ vừa phải sẽ kéo dài 4 ngày ở Bắc Kinh. Đây là cảnh báo đầu tiên sau khi kế hoạch ứng phó khẩn cấp ô nhiễm không khí nặng ở Bắc Kinh, bản sửa đổi năm 2023, được công bố vào tuần trước hôm 25 tháng 10. Phiên bản mới của kế hoạch ứng phó khẩn cấp hạ thấp ngưỡng đưa ra cảnh báo, trong đó hai ngày ô nhiễm nặng cấp 5 hoặc ba ngày ô nhiễm vừa phải cấp 4 sẽ đạt đến tiêu chuẩn đưa ra cảnh báo màu cam.